thí sinh sẽ giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có số báo danh đó là 4, 2, 4. Tôi tên là Hờ Henie, năm nay tôi 25 tuổi. Mục đích của tôi đến với cuộc thi đó là chạm đến vương miện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Quê hương em ở đâu? Dạ, em ở Buôn Mê Thuột ạ. Em ở trong tại thành phố là em ở trong? Dạ, em ở trong buôn làng á. Nếu em được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, điều đầu tiên em làm cho quê hương em đó là gì? Nếu mà em có được giải thưởng của Hoa hậu Hoàn vũ thì em sẽ trích 70% giải thưởng cho vùng quê của em và 30% còn lại để trau dồi hình ảnh của mình. Mình đã xác định mục đích của mình là chiếc vương miện, nhưng bên cạnh đó là những cái tâm nguyện của mình dành cho quê hương của mình. 70% đó em dự định làm gì? Ở vùng quê của em thì nhiều em phải tìm một ai đó để kết hôn sớm để hoàn thành sứ mệnh của người phụ nữ, tại vì người ED là mẫu hệ. Em muốn đem đến những cái học bổng cho những gia đình khó khăn, và em muốn rằng là cộng đồng của em cũng có những suy nghĩ hiện đại giống như em. Đây là một cái phần dự thi rất là tuyệt vời và Hen cảm thấy rất là phấn khích. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Henny. You're Ede, huh? Yes. Oh, very cool. Can you sing some Bay Nguyen music for me? Okay. Lấy toa trái can, hồi mắc lớp bùng bã nà. Biết là hát có tệ hay không, nhưng mà Hen lúc đó hát rất là tự tin đấy. Với lại là mình muốn dành cảm xúc là một cô gái Ede đang hát cho một anh chàng. Henie là một người rất là tinh tế trong cách xử lý từng tình huống. Cô ấy là một người cực kỳ chủ động, và điều đó cũng là một phần lớn trong việc tỏa sáng. Em sẽ lùi một tí. Rồi, 1, 2, 3 bước nha. Chị Hen, chị là một người mẫu. Chị có thể là không đạt được kỳ vọng mà hàng ngày chị có thể làm. Tuy nhiên, chị cũng đã hướng dẫn tôi rất là nhiều. Tôi cũng rất thích chị Hen. Tôi tên là Hờ Henie, 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk. Cùng chào đón phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 424, Hờ Henie. Một lần nào cho tôi gặp lại em, còn chút tình đốt hết một thí sinh mang số báo danh 424, Hờ Henie. Và đang di chuyển bước đi trên sân khấu là thí sinh Hờ Henie, số báo danh 424. Hờ Henie, số báo danh 424. Bây giờ top 10 gọi tên ghen trong phai mờ, và cả vầng trăng kia phải trôi trong ngẩn ngơ. Chỉ một mình em thôi bừng lên trong đêm này, vẻ đẹp này tinh khôi để nhân gian cuồng quay. Vì em là Lady of Diamonds. Theo chúng ta hãy cùng vỗ tay và chúc mừng cho thí sinh mang số báo danh 424, Hờ Henie. Và người sẽ đặt câu hỏi cho Hờ Henie đó chính là Hoa hậu Mai Phương Thúy. Chào em, câu hỏi của em như sau. Mạng xã hội là công cụ giúp con người ta tìm đến nhau nhanh hơn.
nếu trở thành tân hoa hậu Hoàn Vũ, em sẽ làm gì để khuyến khích mọi người sử dụng mạng xã hội một cách tích cực? Và đó là câu hỏi của Hoa hậu Mai Phương Thúy dành cho Hennie. Bây giờ, 60 giây dành cho bạn, bắt đầu. Em xin gửi lời cảm ơn chị Mai Phương Thúy. Kính thưa quý vị, mạng xã hội là nó sẽ mang đến hai chiều. Thứ nhất là tích cực và không tiêu cực. Và ngày hôm nay khi mà đứng tại đây, thì em muốn nói một điều rằng ở ngoài xung quanh chúng ta còn có nhiều điều thú vị hơn, nhiều điều tốt đẹp hơn mà chúng ta cần phải quý trọng. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ gặp người thân, những người xung quanh, bạn bè chúng ta chỉ có mặt đối mặt thì chúng ta mới giao lưu với nhau. Hãy hạn chế sử dụng mạng xã hội để mình có thể gần nhau hơn, truyền năng lượng tích cực hơn, làm cho cuộc sống của chúng ta thú vị hơn. Và Hen muốn có một cuộc sống có giá trị và Hen tìm kiếm giá trị của cuộc sống Hen. Hen xin cố gắng hết mình để có thể tốt nhất tìm kiếm cuộc sống của mình và hạn chế mạng xã hội. Em xin chân thành cảm ơn. Hãy cùng chúc mừng thí sinh đầu tiên lọt vào top 3. Đó chính là cô gái có mái tóc tém Hennie. Số báo danh 424, xin chúc mừng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi chung dành cho ba thí sinh. Hãy chia sẻ cho chúng tôi về dự án cộng đồng mà bạn dự kiến sẽ thực hiện khi trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và Hennie, chúc bạn may mắn. Một phút của bạn bắt đầu. Khi trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017, những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất. Và tôi đồng cảm với họ. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hennie. Mong anh và em sẽ đau đớn ghê. Em bước trong bộ bikini, dưới đèn lung linh khi đang nhìn Belly. Em nói với ba lời ngọt ngào không đi, khiến cho lòng anh nhớ thương. Come on, uno, dos, tres. Ba vòng em sexy. Okay. Cũng sung một hai, I'm to sing, just sing. Ba 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 ba. Và hãy cùng chúc mừng cho thí sinh đạt giải Người Đẹp Biển là một cô gái có làn da có vẻ đẹp rất biển. Hennie, số báo danh 424. Hãy đếm cùng chúng tôi 3, 2, 1. Đó là thí sinh sẽ giành được vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Có số báo danh đó là 4, 2, 4. Hennie. Kính thưa quý vị, như vậy thí sinh mang số báo danh 4, 2, 4 Hennie đã xứng đáng trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Và điều này có nghĩa rằng thí sinh Hoàng Thị Thùy mang số báo danh 401 đã trở thành Á hậu 1 của cuộc thi năm nay. Một khoảnh khắc thật xúc động, sự chuyển giao giữa người đẹp này tới người đẹp tiếp theo, giữa Hoa hậu Phạm Hương và Hoa hậu Hennie. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật lớn cho khoảnh khắc thật đẹp và đầy xúc động này. Chúc mừng cho Hennie. Và cũng chúc mừng Phạm Hương đã hoàn thành nhiệm kỳ của mình trong Hoa hậu Hoàn Vũ. Và tiếp theo đây sẽ là những năm tháng thật đẹp trong cuộc đời của Hoa hậu Hoàn Vũ Hennie. Bây giờ hàng triệu ánh mắt đang chờ đợi những bước đi đầu tiên của bạn với tư cách là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.
chứng kiến những bước đi đầu tiên ra mắt khán giả và công chúng của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hohen Nie. Và hãy luôn nhớ rằng, danh hiệu Hoa hậu không phải là để giải trí, mà trên tất cả đó là trọng trách, nhiệm vụ của người đội trên đầu chiếc vương miện danh giá ấy. Và xin chúc mừng cho Hohen Nie một lần nữa. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa, Đài Truyền hình Việt Nam, các đơn vị tài trợ đồng hành cùng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã cùng chúng tôi tạo nên đêm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chia sẻ với các vị khán giả. Và ngay bây giờ, Đức Bảo và Ngọc Diễm xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.